Đấy, cả nhà nhá. Hôm nay mình sẽ tiến hành dâm vài chục cái mầm hoa giấy. Đây là hoa giấy sắc pháo nhá, khủng luôn. Đấy. Cái này mình cắt đã được khoảng 4-5 hôm rồi. Đấy, và mình để nó trong râm mát nhá, mình để trong râm mát. Thế đây mình mới bôi cái vết cắt ở dưới, mình bôi keo liền sẹo. Đấy. Bôi keo hết cái vết cắt thì thôi. Cái mục đích của cái việc bôi keo này là mình chống nó sau này nó bị lũa ở cái phần dưới lên. Khi mà cây mà chưa lên được thì nó sẽ bị lũa. Nhưng bởi vì thân to, những cái thân to này là hầu như là mình bôi keo. Bôi keo liền sẹo. Đấy. Đây nhá, gồm có các cái thân rất là to, cảnh rất là đẹp. Đấy, và cái đất là mình chuẩn bị đây. Đất chưa mình chuẩn bị, mình vừa trộn đất rồi các bạn biết đấy. Đây là tỷ lệ là sơ dừa 4 phần thì đất 2 phần và sơ dừa mới cát mỗi thứ 1 phần. Đấy, mình cho vào các cái chậu đây. Hôm nay mình sẽ dâm vừa cái kiểu cách cũ và một kiểu cách mới. Mình sẽ học ở trên, mình đã học ở trên mạng để mình làm thử xem là mức độ thành công đến đâu nhá. Dưới đây là những cái mầm hoa giấy mình đang ngâm vào cái dung dịch kích rễ. Dung dịch kích rễ này. Đây. Dung dịch kích rễ. Cái loại này nhá. Mình mua ở cổng trường Đại học Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp của Hà Nội. Thì hôm nay mình sẽ dâm nó vào hai cái thể loại, hai loại chậu. Đấy là một loại là mình dâm là không gì cả, mình không ngâm kích rễ nhá. Và một loại là mình dâm kích rễ, ngâm nước kích rễ. Đấy, cái thuốc kích rễ này. Để xem là cái tỷ lệ ông nào sẽ thành công cao hơn. Đấy, và tí nữa mình sẽ dâm cũng hai phương pháp, một cái phương pháp bình thường và một cái phương pháp mình che đậy cẩn thận. Để các bạn thử xem đến cuối video xem mình làm ra nhá. Và khi mà cây nó ra mầm thì mình sẽ tiếp tục quay để các bạn xem. Đấy. Tất cả cái việc dâm cành hoa giấy với cái hoa hồng này là mình đều học ở trên mạng. À, mình quay video giải trí cho các bạn xem luôn nhé. Đấy, đây là hồng cổ Sapa nhé. Hồng cổ Sapa mình vừa cắt xong. Mình cắt xong mình để mình dâm. Thế. Dừa nó đắt. Cho nên là cho có nửa bao thôi. Đấy nhá. Đấy. Ui, toàn mùn. Đấy. Trong kia mà sơ dừa nó rẻ thì mình phải chơi cả bao để mà dâm. Nhưng mình không có cho nên là mua 40.000 bao sơ dừa này cho nên là hơi bị đắt thế thôi. Đấy. Đây nhá, bây giờ là mình sẽ dâm ở cái chỗ mà mình ngâm cái thuốc kích rễ trước nhá. Đấy. Đây là những cành kích rễ này. Mình ngâm vào cái chậu trắng này trước nhá. Đấy. Đất nó phải mịn thế kia. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành cắm. Cắm cái cành dài nhất này. Cắm cành dài nhất này vào cái chỗ thân cây cây bưởi để mình dựa. Nó dựa vào nhá. Mình cứ cắm nông nông thôi, tí nữa mình còn lấy mà. Tí nữa mình còn đổ thêm đất ở trên. Đấy, chứ chưa phải là cắm hẳn. Tạm thời cái này đó rồi. Thấy không? Ngay khi mà nó mọc nó ra rễ rồi thì mình sẽ tiến hành mình cho ra bầu. Thì bây giờ tạm thời là mình cứ dâm dày này đã. Vì bây giờ dâm bầu ngay mệt lắm. Mình dâm này mình chỉ cố gắng lấy tỷ lệ sống nó đạt khoảng 5-70% là quá là mỹ mãn, không biết có được không. Cả những ông cục to cục to này, tiết kiệm
cái kiệu cắt rất là bé. Đây, cắm mới cả nhà. Đấy. Xong đấy mình sẽ cho thêm mấy nhá, cho thêm mấy lên thêm. Mình vừa làm vừa quay video cho nên là nó hơi khó các bạn. Không có caramel. Cho nên là phải tự làm. Không sao cả. Đấy, quan trọng là làm được. Đấy. Xong nhá. Một chậu. Lúc nãy mình quay cái video nó bị lỗi video nhá. Nhưng mà mình có một cái, đây cái chậu này. Chậu này cũng có 10 cây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chậu này có 10 cành này. Rồi mình dâm này là mình không ngâm thuốc kích rễ nhá. Để xem là sau là cái tỷ lệ nó sống như thế nào. Đó. Không ngâm kích rễ. Các bạn lưu ý. Còn đây mình tiếp tục vẫn nghe ngâm kích rễ này, ngâm kích rễ thì mình dâm nốt. Sau khi mình cắm cành dâm vào trong 5 cái chậu này, hoa giấy này, thì mình sẽ tiến hành tưới nước và sẽ bọc một số chậu để thử nghiệm xem là giữa chậu mình bọc với cái chậu mình không bọc xem cái nào tỷ lệ sống tốt hơn. Cái cách làm này mình cũng học hỏi ở trên mạng thôi. Hôm nay quay video này mục đích để giải trí nhá. Mục đích để giải trí là các bạn vào giao lưu và chia sẻ các cái kinh nghiệm của các bạn. Nhớ comment ở bên dưới, bấm like và chia sẻ video. Các bạn yêu thích kênh của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình rất là đam mê hoa giấy. Chúc các bạn sức khỏe. Bây giờ mình sẽ tiến hành tưới nước. Đấy. Mình tưới một ít thôi chứ không tưới súng, bởi vì là cái này đất này là nó cũng đất với cát, đất pha cát với pha với trộn sơ dừa. Bây giờ nó cũng ấy rồi, mình tưới một ít để cho nó gọi là nó thấm xuống. Xong là hôm nay tưới thôi, còn xong là để ẩm thôi, không tưới nữa. À, cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Thế sau khi mình dâm mình tưới một ít nước nhá. Đây mình tiến hành là mình che cái bóng. Đích để nó giữ nước các bạn ạ. Chậu này ở dưới thì nó đã ẩm rồi. À, nó đã có lỗ thoát rồi. Để lỗ rất là to. Lần đầu tiên là thử theo cái cách này xem là không biết xem là có dễ hơn là tốt. Bóng trắng với bóng đen khác nhau. Khi nào cũng thấy cái trắng nó ra dễ hơn. Cha thấy đó. Đấy, mình sẽ thử. Mình sẽ để một cái chậu này là mình để là mình không buộc túi bóng nhá. Ba cái chậu này mình để mình buộc túi bóng.
Xin chào cả nhà nhé. Đấy, sau nó cũng phải được không biết là 2 tuần hay hơn 2 tuần gì mình không biết đâu. Hơn 2 tuần mình dâm cái cây hoa giấy này nhá. Mình dâm một đống cây hoa giấy, cành hoa giấy sắc pháo mình xin cành được, mình dâm. Mình dâm theo cái phương thức mới là mình đây mình che kín giấy bóng nhá. Đây các bạn nhìn này. Các bạn nhìn này, nước này. Che giấy bóng là nước nó đọng nước ở trong, nó bốc hơi nước, nó đọng nước ở trong đây nhá. Đấy, và đây là cành nó mọc rất nhiều nhá. Đấy, nó mọc xanh, mình quay sát lại cho các bạn xem nhé. Lần đầu tiên ấy dâm kiểu này cũng học theo cách các bạn ở trên mạng. Đấy này, lá nó mọc hết đây này này. Đấy, mình dâm cái cành hoa hồng thì mình bỏ ra rồi, mình bỏ nắp, bỏ cái nắp nhựa ra từ bữa trước. Đến đây, đấy nó mọc này. Đấy, đây nhìn mọc nhá, mọc xanh ấy. Đây mình dâm bằng túi bóng đen này, đây mình che bằng cái này. Đấy. Đây này. Đấy, nó mọc rồi nhá. Thế nhưng mà không biết là nó đã sống hay chưa. Thế nên hôm nay thôi thì trước mắt là mình cứ tháo ra kiểm tra nhá. Tháo kiểm tra về trước mắt này. Cây này xem nào. Cái phần này, cái chậu này xem nào. Nó như thế nào. Ai. Đấy. Đây nhá, xem nào, 1, 2, 3. Đó. Ui. Ái da. Đây nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, mình dâm, mình che chậu nhá. Cái phần mà dâm mà che chậu này là khả năng là đảm bảo các bạn ạ. Đấy. Túi bóng thì có phải là ấy, nhưng mà cái che chậu thì nó cũng chỉ là che thôi, chứ nó không đọng nước như thế ấy. Ô, thế này. Chuyến này tha hồ mà trồng sắc pháo rồi nhá. Đây toàn sắc pháo rồi, sắc pháo chùm đẹp lắm. Đấy, cây này mình che này, đấy nó cũng ấy. Thế nhưng mà mình chưa nhớ là trong cái đống chậu này của mình là có cái chậu nào đấy là mình không dùng kích rễ nhá. Có một nửa là mình dùng kích rễ. Thì ở đầu đoạn đầu video mình quay rồi. Mình quay mình nói rất rõ rồi. Sau để xem lại. Thế còn một số thì mình không dùng kích rễ. Theo các bạn là bây giờ bỏ giấy bóng ra là có che đậy nữa không? Hay là thôi hay kệ nó? Bởi vì mình sợ là nó chưa ra rễ mà nó bật mầm ấy. Thì nó sẽ ảnh hưởng. Tháo giấy bóng ra là có khi là hỏng. Thôi cứ liều. Cứ liều hôm nay mình tháo giấy bóng ra là mình sẽ để cho nó tự nhiên nhá. Đây cái chậu hoa hồng thì cũng một cành nó mọc rồi nè. Đấy. Đây. Mình cởi nhá, cởi giấy bóng nhá. Hay phết. Làm theo cách này là không phải tí nước. Đấy. Không phải tí nước à, nó cũng sẽ có nước. Đây nhá, thả cái chậu này ra. Đấy. Đấy nhá. 1, 2, 3. Ai là nước. Nước nó đọng. Nước đọng rất nhiều luôn. Úi giời, đẹp chưa. Úi giời ơi. Rất là đẹp nhá các bạn nhá. Đây. Thấy chưa, đấy. Đẹp lắm. Lên hầu như là lên 100% nhá. Sống 100% luôn nhá các bạn nhá. Đây. Đấy. Mầm rất là to luôn. 100% luôn, không có cành nào là không ra mầm cả. Cao thủ chưa? Quá siêu luôn. Ôi, tuyệt vời luôn nhá. Mình lại quay sát để các bạn xem nhá. Này. Đấy. Lần đầu tiên dâm cành hoa giấy sống 100% nhá. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa này, sống 100% luôn nhá. Đấy, mình để tạm ra đây. Ui, tuyệt vời quá. Bây mình chơi tiếp đến cái thằng to này. Thằng to buộc dây sắt hơi cẩn thận.
thang này thì chỉ là che túi bóng thôi chứ cũng không bịt kín. Nhưng nếu mà bịt kín thì nó đọng hơi nước. Đọng hơi nước như bên này. Nên thế này mình không bịt kín nhá. 1 2 3. 1 2 3 đây. Úi trời. Ấy da. Lên rồi nhá các bạn nhá. Lên rồi. Mấy cái cành to này nghe vẻ lên này không bằng mấy cái ông bé cành bé bé này. Đó. Chưa. Đây. Ô cái ông to này chưa thấy lên. Ông to này buộc riêng không thấy lên. Mấy cái cành to này mình sợ nó ảnh hưởng nên mình còn quấn cả một cái lớp giấy bóng nhá. Có quấn một cái lớp giấy giấy ghét cây. Đấy. Nhưng mà thế này cũng tỷ lệ coi như là bật 100%, cành kia đang bật. Tiếp tục nhá, tiếp tục tháo chậu này nhá. Đây. Để hẳn lên đây cao các bạn xem nhá. Mở dây này. Đấy. Hóa ra có một chậu này đẹp. Nhưng tại sao nó lại bị cháy này? Nên nó bị dính này. 1 2 3. Nào bắt đầu tháo. Úi giời. Úi giời. Đấy. Cây này cũng, chậu này cũng tỷ lệ sống cao. Cái chậu này thì mình để cái mầm nó thấp, cắt cành nó ngắn. Đấy. Không hiểu sao nó lên nó lại bị hỏng. Không biết là, không biết là cái phần rễ là nó có sao không. Đấy. Có thể tí nữa mình liều mình sẽ nhổ thử một cái cành lên, một cái cây lên xem là nó ra làm sao nhé. Đây, chậu thứ hai. Tiếp tục cái chậu, chậu túi bóng túi đen xì này nhá. Đây. Túi này là coi như là không biết gì nhá, không nhìn, chưa nhìn thấy gì. Đấy, 1 2 3 tháo ra. Nào, 1 2 3. Đẹp quá. Chắc là đẹp thôi, 100% là đẹp thôi. Đấy. Này thì kín đáo hơn. Này không biết này. À, úi giời. Cái này thì cũng nhiều mầm nhưng mà mầm nó kín quá cho nên là cái mầm của nó nghe vẻ yếu, công nghiệp quá. Không bằng cái ông kia. Cái ông đầu tiên thì rất là ngon. Hoặc là cái ông hở hở ra tí này. Ông hở ra tí rất là ngon. Cái ông này cũng bình thường nhưng lại để vào chỗ. Tiếp tục cái chậu này nhá. Hóa ra cái chậu mà mình che thì lại đẹp. Bởi vì cũng hôm có cái vấn đề là hôm mình vừa dâm xong thì miền Bắc này, trời Hà Nội này trời mưa, cái mưa dầm. Trời mưa dầm cả tuần. Thế là đâm ra nó cũng mình sợ nước nó vào nó ẩm. Ẩm thì cũng không tốt. Đó nha, 1 2 3 nhá, lại tháo tiếp nhá. Tháo chậu tiếp. Đợt này thì tha hồ trồng hoa giấy rồi. À. Cái chậu này của mình thì lại là mình dâm hoa hồng. Đây cành hoa hồng. Hoa hồng như hỏng hết rồi. Đây hoa hồng. Nhưng mà thế có một cái cành hoa giấy con này như là có lên. Đấy, còn đây hoa hồng thì coi như là bứt. Trước đây là dâm hoa hồng vào đây. Đấy, trong này còn một cành. Cành xanh. Cái xanh cắm vào đây. Đây là hoa hồng. Bỏ đi. Cái này là cây xanh không ạ, mình cắm chơi. Ô, nó vẫn sống. Chơi. À, xong nhá. Thế bây giờ mình không quyết định là không đậy túi vào nữa. Không đậy túi vào nữa và mình sẽ tiến hành để ở ngoài này. Để ở ngoài này xong là mình sẽ hàng ngày tưới nước. Tưới nước để cho nó lên. Thế nhưng mà bây giờ lại phải
một phát thử. Đấy. Một phát thử. Một thử xem sao. Ủa cái chậu này đẹp quá này. Chậu này đẹp mỹ mãn nhất này. Trong mấy cái chậu thì có chậu này là đẹp nhất. Tuyệt vời nhất. Đẹp luôn. Đấy. Đấy, bây giờ mình quay sát lại cho các bạn xem nhé. Đây, cái chậu này của mình đẹp thật. Thì không biết là... Ui, mối. Không biết là cái chậu nào là hôm trước là không dùng kích rễ. Cái chậu này nó còn mầm, còn mập này cơ mà. Mầm quá mập luôn. Đấy. Còn mấy chậu này. Còn cái chậu để ngoài trời này, cái chậu mà không buộc che kín này cũng đẹp. Cái này héo thôi. Chị không hiểu là nó lên là có dễ rồi hay chưa. Nữa nhổ thử một cành cây mọc. Thế còn đây là cái chậu toàn cái cây to của mình đây. Đấy. Cũng để chính vì để lâu rồi cho nên là không tưới nước nó khô. Mấy hôm nay hành quá. Nay nắng hành quá. Đây. Mình làm một cái thằng bé bé này. Đấy. Lên này. Thấy không? Thằng đấy để chơi ấy đấy. Để chơi sau này để làm một cây mini quá đẹp. Còn cái ốc này đang bật mầm này. Đấy. Mầm nó đang rất nhiều nhá. Ốc này bây giờ chưa lên nhưng mà rồi sẽ lên. Đấy. Thế bây giờ mình thử tiến hành nhổ hai cây, hai cành lên xem nhé. Nó có dễ không nhá. Đấy. Cành này đẹp quá. Bây giờ nhổ cành nào lên tiếc. Đấy, thử phát thằng này xem nào. Nào, 1, 2, 3. Nó có dễ không nhỉ? Nếu có dễ, à, thấy bứt bứt các bạn ạ. Thấy bứt bứt khả năng có dễ. Có dễ là chuẩn, không có dễ là vứt. Ồ, chưa thấy gì. Chưa thấy gì nhá. Thế này khả năng là chưa ổn lắm. Đây. Chưa ổn lắm đâu. Cái này chưa ra dễ. Lại cắm nó xuống. Thôi. Cái này không nhổ nữa. Cứ để đây thôi. Khả năng bên này. Bên này thì khả năng sẽ có dễ. Và nhổ lên tiếc lắm. Nhỡ nó có ấy. Thử cái thằng nó không có mầm này xem nhá. Thử cái ông không có mầm này xem. Đấy, ông này không có mầm thì coi vứt đi rồi. Coi hỏng rồi. Ông này. Ông này cũng vứt đi hỏng rồi. Ông này cũng vứt đi là hỏng rồi này. Đấy, hỏng rồi. Đấy. Toàn ông vứt đi coi hỏng. Vừa thử cái ông héo này nhá. Ông có cái cành héo này nhá. Đây, đây. Nhưng mà khả năng nó cũng có rễ con. Mình nhổ này nó tụt mất. 1, 2, 3. À, đây nha, có rễ các bạn nha. Đây nha, đấy, nó bắt đầu có rễ đấy. Đấy, thấy chưa? Rễ, nhưng mà chưa đủ để nó lên nhiều rễ. Đấy, thấy không? Rễ chưa? Chuẩn nhá. Này là có rễ không sao cả, cái này là sống vô tư rồi. Thôi, mình lại cắm lại. Cắm lại, khả năng không biết nó có thọ được không. Đấy, như vậy là như chỗ này là sống này. Đấy. Nhìn chung là như thế này là tỷ lệ cũng tương đối cao đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá. Đây các bạn nhá. Sau 2-3 tuần dâm nhá. Nó lên hết rồi. À, sau 2-3 tuần mình bỏ túi bóng ra. Trước mình dâm phải 1 tháng mình để túi bóng. Bóng thì hôm trước mình phải bỏ túi bóng ra, lên tốt hết rồi. Khô này, trời đang hanh khô. Như này là đảm bảo có rễ rồi nhá. Đảm bảo là có rễ hết rồi. Hôm nào mát trời mình sẽ nhổ thử lên để các bạn xem là cái rễ này như thế nào. Đây, mầm này. Nay mình vừa vặt, bấm bỏ cái đầu ngọn. Bấm một cái đầu ngọn, không sợ nó phóng lên, nó to, nó gãy. Đây này, bấm bỏ đầu ngọn. Rồi phóng nó gãy. Đấy. Thấy nhá.
Đây được một em mini này, em mini này chơi bonsai mini nhá. Dáng hơi bị đẹp đấy, không đùa đâu. Đấy. Đấy không? Dâm sống hết ngay. Sau mấy tháng dâm hoa giấy sắc pháo nhá. Đấy. Nó tốt này. Nói chung là bây giờ là dễ thoải mái rồi. Bởi vì là hôm nay là đang là dương lịch, đang là mùng 2 tháng 1 năm 2021. Đó. Là cũng được mình dâm này được mấy tháng rồi. Không tưới được cái mùa này, mùa hanh rất là khô. Nhưng mà đấy nó vẫn sống được. Sống khỏe luôn nhá. Đây mình bấm ngọn. Đấy, tí nữa mình sẽ bấm thử. À mình sẽ nhổ thử một hai cây lên để cho các bạn xem rễ của nó nhá. Đấy. Nhổ thử lên xong mình sẽ trồng luôn. Thấy chưa? Đấy này này. Cây này lá này. Cứng, thân cứng hết rồi. Đấy nhá, hôm nay mình sẽ thử dỡ thử cái chậu này nhá. Sau thời gian dâm cái cây hoa giấy này rất là lâu rồi. Đây mình sẽ tiến hành bỏ ra thử xem này. Xem là nó mọc rễ đến đâu nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy. Mình sẽ trồng luôn. Ồ, hôm qua không tưới được nước, khả năng cây này héo này đây. Đang héo này. Nhưng không sao, đây. Nào, giờ lôi đi. Đấy nhá. Quay thế cho nó xuôi. Xuôi sáng. Đấy các bạn ạ. Đây mình sẽ nhổ thử cái cây này nhá. Cây này để mình trồng. Để thử trồng xem nào. Đấy. Quấn dây bóng. Đấy. Đây là sắc pháo đấy các bạn. Sợ lắm, bây giờ mà nhổ lên là nó khả năng là nó sẽ hỏng rễ. Kéo nè. Ủa. Càng phết. Và bây giờ tháo. Mình vừa mà tháo hết cái này ra là mình không ấy được. Tức là không trồng được luôn bây giờ. Bây giờ cũng đang rất là bận. Mình chưa bỏ hết ra cho nên mình mới bỏ từng ít một cho nên là phải ấy từ từ, không phải sợ nó tung hết. Như thế này là nó cũng tương đối tung hết rồi các bạn. Ôi giời, nhổ hai gốc rồi. À, nhổ bỏ những cây nó bị hỏng. Đấy tỷ lệ này. Tỷ lệ nó cũng không được 100%. Cũng gần 100%. Đây, nhổ hai cây này ra nhé. Khó phết. Ôi dồi, đứt hết rễ rồi. Rễ nó còn non lắm. Đấy đây nhá. Đây là một cái cành dâm của mình. Mình vừa nhổ lên xong đấy. Đấy nó dài thế này cơ mà. Đấy không, lên tốt này. Thế nhưng mà các bạn lưu ý là tại sao mình vừa nhổ lên nó bị tụt hết rễ. Đây cái đầu rễ này. Đấy đầu rễ nó bị tụt đi nhá. Đấy, đây nó còn một số cái này. Đấy. Đấy rễ đấy. Rễ của nó đấy. Nhưng mà nó không chưa được già lắm, rễ chưa được già lắm. Các bạn biết làm sao, tại sao đây rễ đây. Rễ của nó đây. Các bạn biết tại sao mà khi mình nhổ rút lên này nó bị tụt hết rễ không? Bởi vì là mình dâm này là mình dâm tỷ lệ là đất, cát và sơ dừa. Cái sơ dừa mà mình lại dâm rất nhiều cành này. Cái sơ dừa thì nó dối. Thế cho nên là khi nó tạo độ tơi xốp, nhưng mà nếu mà dâm một cái cành này, một bầu thì rất là tốt.
Bởi vì khi đấy chúng ta bê nguyên cả cái bầu đấy ra chúng ta trồng. Thế nhưng mà đằng này mình đi cắm bao nhiêu cành vào một cái chậu nhựa này. Thế là bây giờ mình rút từng cành ra để kiểm tra thì nó mặc dù có rễ này nhưng mà nó bị đứt tụt hết nhá. Đây này, cái vết đứt này. Đấy, tiếc quá. Đấy, thế cho nên là mình lại quyết định mình chưa đưa nó lên được mà mình cứ để cho đây cho nó già đã. Khi nào nó già nó đủ cái rễ nó đủ khả năng chịu đựng được mà không bị đứt mầm thì bắt đầu mình sẽ đưa lên. Mấy cây này mình mang ra mình trồng trước. Đấy. Đấy, như này là tỷ lệ lên rễ là rất là nhiều nha các bạn nhé.